Vâng, xin chào anh em. Hôm nay em lại xin giới thiệu dòng Kia Sorento 2018 bản đủ 1.6 cửa nóc có sạc thông minh nha anh em. Xe còn vô kháng như đồ chơi này. Đây cái bi đây vô thêm này, bi 7 màu này. Đây là cũng xe vô thêm. 2018 chạy mười mấy ngàn cây nha anh chị. Cái này thì em mua chính chủ luôn. Đó, mâm là mâm phay rồi, mâm rất là đẹp, bốn cái. Mâm này mâm đinh luôn nha, chưa bị phay lại nha. Cái dòng này là hay bị chày xước đi không kỹ là chày xước phay lại lắm. Cái này đặc biệt là đinh luôn. Đó, không chày không xước gì hết, rất là mới. Còn đây mình đánh giá là rất là còn. Đó, đồ chơi là mấy đồ inox đồ là chủ xe vô xung quanh xe hết rồi. Chơi mua chơi đồ hết rồi. Về anh chị không phải vô một cái gì hết. Chỉ có móc nhẹ mấy chỗ thôi. Đó, mình để đi mình không lại. Không làm lại. Xe này thì em đang bán với giá tiền là 545 nha, 2018 nha. Xe em cam kết nè, không đâm đụng, không lỗ, không nước, không làm máy bằng văn bản của công ty. Thì anh chị nào mua xe cũ của anh em thì rất là yên tâm. Cực kỳ yên tâm, chứ còn mua xe cũ mà nhiều lúc mua rẻ hơn 10 20 triệu nhưng mà trúng cái xe nó lỗi á. Anh chị nào có ham mua xe chính chủ mà không biết xem á, chính chủ mà vẫn phải xem nha. Bên em chính chủ vẫn phải xem. Chứ không phải là nhiều lúc chủ xe họ nói cũng không có thật. Còn bên em thì bán bằng giấy bằng tờ hết. Công ty đứng ra phép nha, danh công ty đứng ra bằng giấy bằng tờ sao anh chị trả lại. Thì anh chị nào mua mà ham rẻ, mua chúng cái xe nó chỉ cần nó thay cánh cửa đây thôi. Mà cái chắc xe đẹp nhưng mà thay cánh cửa thì nó cũng rớt mấy chục triệu. Nên là nhiều lúc có nhiều khách hàng mua xe cũ mà sau này bán lại lỗ hơn cả mua xe mới. Lỗ cả 100-200 triệu là do không biết mua, mua chúng xe tầm bậy tầm bạ. Chứ còn mua xe đúng xe riêng giờ có bán tại em hoặc bán nơi khác thì giá vẫn được giá và lỗ rất là ít nha anh chị. Tại vì xe nó có giá trên thị trường và đúng chất lượng là giá nó trượt rất là ít. Chứ còn mà ham rẻ mua xe mà bị lỗi á thì giá nó sau này bán nó lỗ nhiều lắm, trượt giá kinh khủng lắm. Đó, ghế tự đưa vào luôn. Đây, nhớ ghế vị trí ghế điện luôn nha anh chị. Trong phân khúc xe thằng đây là đủ đồ nhất. Kể cả Mazda, mát đồ là không bằng. Rất là rộng rãi, có lại số vô lăng luôn nè. Cruise control rồi chỉnh nhạc vô lăng, xếp ga tự động quá trời luôn. Đó, 19.000 cây. Điều hòa thông minh. Có sạc không dây này, đây là sạc không dây này. Đó, hộp số. Tự động rồi bán tự động. Điều hòa hai vùng độc lập. Ở xe rất là mới. Cái số chơi. Ghế da nè, ghế rin luôn. Ghế rin màu nội thất màu kem rất là đẹp. Đó. Đi nhiều ít là anh chị chỉ cần nhìn vô cái mặt da là biết nha anh chị. Nhìn vô cái mặt da đây nè, là biết xe đi nhiều hay đi ít ngay. Đó, da ghế nó phải đẹp như vậy nè. Tất cả cửa kiết kem chỉ nó còn nguyên hết. Thông số 2018 năm sản xuất nha, em tính theo năm sản xuất chứ không tính ngày đăng ký đó. Chỉnh điện nè, có bơm lưng, bơm ghế nữa, bơm bằng lưng nữa. Đơn ngồi khỏi đau lưng, anh chị nào đau lưng thì mua cái xe này có chức năng bơm ghế cũng rất là hay. Đó, ghế sau nè, đó, da nó phải căng và đẹp đi nè. Đó, còn mới tinh, có hộp gió phía sau. Mấy ốc cửa đều có dấu chấm. Cái này chỉ cần mở ra thay cánh cửa là nó chày ốc liền nha anh chị, cứ làm gì làm nó cũng chày. Thay cửa là mất giá trị đó, mặc dù có nhiều xe thay cửa vì bảo hiểm móp méo nhưng mà không vô tới đây thì vẫn chấp nhận được, nhưng mà bên em là không mua, cứ thay cửa là không mua, cứ thay mới là không mua. Còn anh chị nào đi móp méo tuốt thì được, chứ còn mà thay mới thì quy định bên em là không có mua. Thì anh chị nào muốn có xe đổi mà cũng bị cái tình trạng đó thì cũng tới đổi được nha anh chị. Nhưng mà em chỉ bán giùm thôi, hoặc là gửi salon em bán giùm cho. Và em nói tới khách hàng luôn, chứ còn thu vào thì em không thu. Đó. Máy bấm này keo rồi luôn đó. Tất cả xe cũ mà không biết mua chúng tai nạn là mất giá rất là nhiều nha anh chị. Đây cái bấm này còn mới tinh. Rất là đẹp. Gầm có cạnh, nó mâm phay, mâm xuyên xuyên, ghế rất là đẹp,
keo chỉ là nguyên bản hết nha anh chị. Bi thì bi 7 màu, có đổi màu được luôn nha anh chị. Chủ xe chưa, rất là chịu khó chơi được chưa? Mấy cái đèn xi nhan và mấy thứ là còn rất là mới. Để mở máy cho anh chị xem. Đây có camera hành trình luôn rồi nha anh chị. Sơ bộ con xe này là 545 triệu, đời 2018, em bao rút hồ sơ. Và xe bên em thì có cam kết 5 tiêu chí vàng và có văn bản của công ty có đóng dấu ký đàng hoàng. Thì anh chị yên tâm nha, sau này anh chị có muốn lên đời đổi đời thì quay lại bên em mua bất cứ lúc nào, mua rất là nhanh. Tại vì xe em bán là nó thật, thật xe. Bên em thì kinh doanh các lĩnh vực như Honda, xe mới thôi, đây xe cũ, một mảng làm thêm bên cửa hàng. Và bên công ty quy định là chỉ mua xe chất lượng thôi, nên chị yên tâm, lợi ít bán nhanh, không đi vào lợi nhuận. Và anh chị cũng biết rồi, những cái xe đẹp thì em mua không bao giờ có giá rẻ, nên là cái giá em đưa ra toàn là giá sát thôi, không có bớt được nhiều đâu. Nên anh chị cũng cân nhắc khi tham khảo mua xe, có thể tham khảo bất cứ nơi đâu, xong rồi tới mua em thì rất là dễ mua. Mấy xe đây là khách đặt cọc hết rồi. Thì rất là mong hẹn gặp lại anh chị tại cửa hàng. Và nhân đây mình gửi gắm cho anh chị là anh chị nào có xe cũ bán thì hoặc là muốn đổi bù trừ gì thì cứ liên hệ số điện thoại em 0345855559 hoặc là 0985555347, gửi hình Zalo là em có thể định giá. Nếu anh chị ngại em có thể định giá trước khi em đi để anh chị có thể xem định giá, xong anh chị cứ tham khảo tất cả mọi nơi. Nếu em mua giá cao thì để cho em, chắc chắn em sẽ mua giá cao. Nếu là xe đẹp, xe đời càng thấp đi càng số em ít cây số em càng cao. Bên em rất là mong muốn tìm được những xe ít cây số. Và cảm ơn anh chị đã xem video. Anh chị nào chưa nhấn đăng ký thì cho em một nút đăng ký, và các anh chị nào có đăng ký rồi thì cho em một like, chia sẻ để cái kênh em càng ngày càng phát triển mạnh hơn nữa và mang tới nhiều sản phẩm tốt phục vụ cho bà con. Rồi em xin cảm ơn, xin kết thúc video tại đây ạ.